chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Điểm tin 24/7 của Văn Giang Online số 139 từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 9 năm 2018, gồm có những tin chính như sau. Bí thư tỉnh ủy khảo sát các điểm sạt lở ở xã Mỹ Hòa Hưng. An Giang và Cần Đan tiếp tục hợp tác giữ vững mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc cùng tập đoàn Sunrise về việc hợp tác sản xuất chuỗi lúa gạo Zamonica. Xã An Bình và Bình Thành đạt chuẩn nông thôn mới. Lũ đầu nguồn còn cao. Triệt xóa tụ điểm mua bán dâm tại huyện Chợ Mới. Tai nạn giao thông liên hoàn làm 10 người bị thương. Bắt xe tải chở 10 tấn đường cát nhập lậu. Trong tuần, Bí thư tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến khảo sát các điểm sạt lở thuộc hai ấp Mỹ Khánh 1 và Mỹ Khánh 2 thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên. Đến thăm các gia đình bị ảnh hưởng do sạt lở, Bí thư tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân ân cần thăm hỏi đời sống, đồng thời chia sẻ, động viên bà con vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các ngành chức năng và chính quyền địa phương nhanh chóng khảo sát lại những khu vực có nguy cơ sạt lở cao để có giải pháp chủ động ứng phó, di dời dân đến nơi ở an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Dịp này, Bí thư tỉnh ủy đã trao tiền hỗ trợ 18 hộ bị ảnh hưởng do sạt lở, mỗi hộ 5 triệu đồng và các nhu yếu phẩm. Trước đó, trong 2 ngày 11 và 12 tháng 9, tại khu vực hai ấp Mỹ Khánh 1 và Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, xảy ra sạt lở hơn 2.000 m2 đất dọc bờ sông, làm 18 hộ dân phải di dời nơi ở khẩn cấp. Trong tuần, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Bình Thạnh và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Dân Nưng đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của tỉnh Cần Đan, Vương quốc Campuchia để đánh giá kết quả hợp tác 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng hợp tác 6 tháng cuối năm 2018. Với tinh thần giữ vững biên giới hòa bình, ổn định, láng giềng hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam Campuchia, lãnh đạo hai tỉnh An Giang và Cần Đan thống nhất tiếp tục thực hiện thông cáo chung, hiệp ước, hiệp định về quản lý biên giới giữa hai nước, tăng cường công tác bảo vệ, giữ vững trật tự an toàn xã hội tuyến biên giới, hợp tác ngăn chặn, phòng chống sạt lở bờ sông, bờ kênh, bảo vệ các cột mốc, cột dấu biên giới. Đồng thời thúc đẩy việc xây dựng trạm trung chuyển hàng hóa tại cửa khẩu Khánh Bình, Raytherm và các cửa khẩu khác. Hai tỉnh sẽ tiếp tục xin ý kiến cấp trên, nâng cấp cửa khẩu Vĩnh Sương, Cao Sầm No, cửa khẩu Khánh Bình thành cửa khẩu quốc tế, mở hai cửa khẩu phụ Khánh An, Rạch Trại Tonley và Giạc Lài Respo. Trong tuần, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Dân Nưng cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của tập đoàn Sunrise Úc để thảo luận về việc hợp tác triển khai dùng nguyên liệu sản xuất lúa gạo Zamonica theo hướng bền vững. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Dân Nưng và Chủ tịch tập đoàn Sunrise Rob Rodon đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện chuỗi liên kết sản xuất lúa gạo Zamonica. Để việc liên kết sản xuất lúa gạo giữa An Giang và tập đoàn Sunrise mang đến hiệu quả, An Giang đề nghị tập đoàn Sunrise quan tâm đề cử thành viên tham gia tổ điều phối hợp tác giữa hai bên, sớm xây dựng hệ thống sấy và tồn trữ tại vị trí đã chọn ở An Giang. Hiện diện tích sản xuất lúa Zamonica tại An Giang là 15.000 ha, tập trung ở các huyện Tri Tôn, Châu Thành, Thoại Sơn, năng suất đạt trung bình từ 7 đến 8 tấn một vụ. Dựa trên hiện trạng sản xuất lúa Zamonica trên địa bàn tỉnh, An Giang đã quy hoạch dùng nguyên liệu cho tập đoàn Sunrise với diện tích 10.000 ha. Trong đó, Tri Tôn 5.000 ha, Tịnh Biên 2.000 ha, Thoại Sơn 2.000 ha và Châu Thành 1.000 ha sản xuất các giống xác nhận. Ngoài ra, có thể mở rộng thêm tại một số xã của huyện Châu Phú. Trong tuần, Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã An Bình và Bình Thành đạt chuẩn nông thôn mới. Phát biểu tại lễ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của hai xã An Bình và Bình Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng khẳng định, xây dựng nông thôn mới là mục tiêu được Đảng, Nhà nước ưu tiên hàng đầu và chú trọng thực hiện nhằm cải thiện bộ mặt nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Do đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng đề nghị Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Thoại Sơn
tăng cường tuyên truyền để người dân xem xây dựng nông thôn mới là quyền lợi và trách nhiệm của mình. Đối với các xã được công nhận nông thôn mới, cần tiếp tục duy trì, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt được, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lưu Văn Ninh cho biết, dự báo trong những ngày tới, mực nước khu vực đầu nguồn sông Cửu Long, tả Tân Châu và Châu Đốc xuống theo triệu. Cụ thể, đến ngày 20 tháng 9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu có khả năng ở mức 3,9 m, dưới báo động 2 0,1 m. Tại Châu Đốc ở mức 3,5 m, ngang báo động 2. Sau đó mực nước lên lại theo triều. Khu vực nội đồng Tứ Giác Long Xuyên trên kênh Vĩnh Tế tại Xuân Tô và trên kênh Tri Tôn tại Tri Tôn, mực nước tiếp tục lên chậm. Mực nước cao nhất tại Xuân Tô có khả năng ở mức 3,65 m, trên báo động 2 0,15 m. Tại Tri Tôn lên mức 2,45 m, trên báo động 2 0,05 m. Sau đó mực nước biến đổi chậm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, cấp 1. Ở vùng hạ lưu sông, mực nước biến đổi theo triều. Mực nước cao nhất ngày trên rạch Ông Chưởng tại Chợ Mới, khả năng ở mức 2,8 m, dưới báo động 3 0,2 m. Trên sông Hậu tại Long Xuyên ở mức 2,35 m, dưới báo động 3 0,15 m. Sau đó mực nước lên lại theo triều. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, cấp 1. Tình hình lũ diễn biến phức tạp và có khả năng lên cao, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp và ảnh hưởng đến các khu vực có hệ thống đê bao sung yếu. Cần chú ý theo dõi các bản tin tiếp theo. Trong tuần, Công an huyện Chợ Mới đã phục kích bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại nhà trọ An Tiến thuộc ấp Mỹ Bình, xã Nhân Mỹ. Lúc 13 giờ ngày 12 tháng 9, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Chợ Mới bất ngờ đột kích vào các phòng tại nhà trọ An Tiến, bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Các đối tượng khai nhận giá của mỗi lượt bán dâm 300.000 đồng. Nhà trọ An Tiến do Nguyễn Hoàng Tiên Tiến, trú ấp Mỹ Bình, xã Nhân Mỹ làm chủ và thuê Nguyễn Văn Phước, sinh năm 1946, trú xã Nhân Mỹ, trông coi từ 7 giờ sáng đến 20 giờ 30 phút hàng ngày. Trong tuần, tại dốc cầu Nguyễn Trung Trực, đoạn thuộc phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan làm 10 người bị thương. Cụ thể, khoảng 7 giờ 25 phút ngày 14 tháng 9, ô tô tải biển kiểm soát 67C03305 lưu thông hướng Long Xuyên, Châu Đốc. Khi đang thả dốc cầu Nguyễn Trung Trực, đến đoạn ngã tư giao nhau giữa Trương Định, Quảng Cơ Thành, Trần Hưng Đạo, phương tiện bất ngờ va quẹt với 8 xe mô tô khác, gây ra vụ tai nạn liên hoàn làm 10 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Trong tuần, tại khu vực xã Nhân Hưng, huyện Tịnh Biên, đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp đồn biên phòng Nhân Hưng bắt giữ một xe tải chở đường cát nhập lậu. Cụ thể, lúc 17 giờ ngày 10 tháng 9, phát hiện ô tô tải biển kiểm soát 67C06262 lưu thông hướng Châu Đốc, Tịnh Biên có dấu hiệu khả nghi. Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh ra hiệu cho phương tiện dừng để kiểm tra, nhưng tài xế không chấp hành. Đối tượng bỏ chạy đến khu vực ấp Trung Bắc Hưng, xã Nhân Hưng, sau đó để lại phương tiện chạy thoát thân. Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên xe đang vận chuyển 200 bao đường cát trắng, loại 50 kg một bao, với tổng trọng lượng khoảng 10 tấn. Chương trình điểm tin 24/7 của Ban Dân Online đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.